Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Và mình cũng đã đợi cái máy này khá là lâu rồi. Đây là chiếc Samsung Galaxy A50s. Và mình cũng mới mượn được cái máy này tại bên Sale1net mà thôi. Hiện tại thì các bạn cũng đang có thể đặt trước được cho mình cái điện thoại này với rất nhiều quà tặng. Ví dụ như là vòng đeo tay theo dõi sức khỏe Galaxy Fit E này, rồi bảo hiểm rơi vỡ, giảm thêm 500k cho cái bạn nào mà nhận vào ngày 13 tháng 9. Và bên cạnh đó các bạn cũng có thể được tặng tùy chọn SIM data hoặc là một cái sạc dự phòng xịn sò đến từ nhà Samsung. Đó, thì đây là cái máy của chúng ta. Ui, các bạn nhìn quả mặt lưng này. Ui, cắt kiểu kim cương đỉnh vãi. Đó. Bên trong phụ kiện thì các bạn sẽ có một cái cục sạc và chắc chắn nó sẽ hỗ trợ sạc nhanh rồi, 15W, quay dọc SIM này, một sợi cáp A2C, không thể thiếu được một cái tai nghe. Đó, bởi vì A50s vẫn có giắc cắm tai nghe 3.5mm thì đương nhiên là tai nghe cũng phải là 3.5 rồi. Các bạn có thấy thiếu cái gì không? Chính xác. Chúng ta vẫn sẽ còn một cái ốp lưng. Đó, các bạn vẫn có một cái ốp lưng này bằng nhựa thôi, các kiểu, và không thể thiếu được một đống bí kíp chân kinh. Không bao giờ đọc, mình quen hết rồi, không bao giờ đọc. Đó. Rồi, quay trở lại với chiếc điện thoại của chúng ta. Rồi, mẹ mặt lưng đỉnh phết nhờ. Thực ra thì nó cũng không có quá nhiều thứ thay đổi so với con Galaxy A50 hôm trước mình đã từng chia sẻ rất nhiều video hồi đầu năm. Thế nhưng cái chính là cái kiểu mặt lưng của chúng ta đặc biệt hơn. Nó vẫn là bằng nhựa thôi. Nó vẫn là bằng nhựa hoàn toàn. Đó. Và thậm chí là những cái đường cắt như thế này nó cũng chỉ là cái họa tiết được in vào thôi. Nhưng cái chính là nó tạo ra một cái thứ khác biệt. Nó mình có thể nghiêng, các bạn có thể thấy này, hình ảnh nó thay đổi theo. Ui dồi. Mà cũng ra gì mà này nọ đấy các bạn. Đây, phải nói là đây. Đây là thể hiện minh chứng rõ ràng một điều, đó là chỉ thay đổi một chút về cái kiểu thiết kế, thay đổi một chút về cái cảm hứng sáng tạo thì chúng ta đã có một cái trải nghiệm khá là mới mẻ với cái điện thoại này. Và đặc biệt là nếu như các bạn sử dụng bên cạnh cái ốp lưng thì các bạn vừa có thể bảo vệ được máy mà chúng ta vẫn có thể khoe được cái vẻ đẹp của máy một cách ấn tượng hơn thì cũng ok. Và mặt lưng thì các bạn đương nhiên sẽ có 3 camera. Chúng ta sẽ có cái camera chính với độ phân giải lên tới là 48 chấm, kích thước cảm biến 1/2 inch và khẩu độ f/2, giúp các bạn có thể chụp trong nhiều môi trường với khả năng thu thập ánh sáng tốt hơn hay là xử lý nhiễu cũng tốt hơn. Ngoài ra thì nó cũng sẽ có một cái camera góc rộng và một cái camera giúp các bạn xóa phông tốt hơn nữa. Nói chung là cái thông số về camera nó cũng đã cải thiện hơn so với thằng anh của nó là con Galaxy A50. Rồi quay lại phía mặt trước đi. Đó, thực ra thì mình đã mở sẵn ra và cũng đã setup khá là nhiều thứ trên cái điện thoại này rồi. Thì chúng ta sẽ vẫn có một cái màn hình độ phân giải là Full HD cộng. Tấm nền là Super AMOLED, trải nghiệm mọi thứ đều ok. Và cái tấm nền này thì trải nghiệm của nó cũng không khác biệt quá nhiều so với con Galaxy A50 rồi, nếu không muốn nói nó cũng giống hoàn toàn. Về màu sắc, về độ sáng, về độ tương phản, cái góc nhìn thì nó đều thực sự làm rất là tốt. Đấy, các bạn có thể thấy này, đó, đỉnh phết, được, ra gì vậy này đó. À, và đương nhiên là với cái lợi thế của nó là cái màn hình AMOLED, thế nên là đương nhiên màu đen sẽ rất là sâu. Và nếu như bạn nào thuộc dân cày phim, cái thuộc dân thích đắm chìm trong những bộ phim, đặc biệt vào buổi tối nữa, thì cái màn hình này ok. Đương nhiên nó cũng sẽ có cái vân tay nhúng bên trong màn hình và các bạn có thể thấy biểu tượng ở đây. À, tốc độ nó cũng đã nhanh hơn rất là nhiều và cái phản hồi của nó cũng đã ấn tượng hơn rất là nhiều. Đấy, các bạn có thể thấy này, mình để nhẹ vào một cái, bỏ ra luôn. Đó, ngon. Nói chung là cải tiến rất là nhiều so với thế hệ trước đây rồi. Mình nghe thì A50 sau một bản cập nhật thì cũng đã nhanh hơn. Thế nhưng mà mình nghĩ là A50s vẫn sẽ có những cái điểm cộng nhất định của nó. Thế nhưng các bạn sẽ cần phải lưu ý đấy, vì bên dưới này vẫn sẽ hơi dày. Đặc điểm chung của dòng A tính như là Samsung rồi nên mình sẽ bỏ qua luôn nhá. À mà hình như về bên trên mỏng hơn tí và tự nhiên giờ không có cái A50 ở đây để mà so sánh nhá. Không sao. À, chúng ta sẽ có một cái cải tiến tiếp theo, nó đến từ cái camera selfie. Đó. Camera selfie lần này của chúng ta sẽ có độ phân giải là 32MP. Và đương nhiên với 32MP như thế thì cái khả năng mang lại chi tiết nó sẽ rất là ngon. Và hiện tại thì cái khả năng gọi là làm đẹp da khi mà chụp hình của Samsung đang làm rất là tốt rồi. Mình cũng sẽ demo một vài tấm để các bạn có thể thấy khả năng chụp nhanh với ống kính selfie của A50s như thế nào. Rồi, đến một vài thứ khác đi thì cái hiệu năng bên trong các bạn sẽ vẫn có là Exynos 9610. Mình chấm cái điểm AnTuTu thì nó sẽ xương xương được là 151.000. Và chúng ta chắc chắn cũng sẽ có hai phiên bản, đó là 4GB và 64GB bộ trong, hoặc là 6GB và 128GB bộ trong, phụ thuộc vào cái nhu cầu và cái thứ các bạn mua thôi. Đợt đầu này thì mình thấy Samsung mới bán cái phiên bản là 4GB 64GB, nhưng mà cơ bản như thế cũng đã đủ cho một cái thiết bị tầm trung rồi, mình cũng không cần phải đòi quá nhiều. Máy đương nhiên sẽ có viên pin với dung lượng là 4000mAh và chắc chắn khả năng sạc nhanh là sẽ có. Và đương nhiên vẫn giữ lại được cái giắc cắm tai nghe 3.5mm, thế nên cái tai nghe tặng kèm vẫn đang sử dụng cái giắc cắm tai nghe 3.5mm chứ, đúng không các bạn? Rồi, thế nên là tổng kết lại với con Galaxy A50s này, nó không thay đổi quá nhiều so với A50, ngoại trừ cái thiết kế mặt lưng ấn tượng hơn và đẹp hơn. Cái họa tiết kiểu như này đẹp,
công nhận đẹp. Chúng ta có hệ thống camera chính mới với ống kính chính chất lượng hơn, chụp ngon hơn. Chúng ta cũng có một cái camera selfie ấn tượng hơn và chúng ta lại có một cái vân tay nhú bên trong màn hình nhanh hơn. Đấy. Vậy thì các bạn nghĩ sao về chiếc điện thoại này, về Samsung Galaxy A50s này? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. Và ngay từ lúc này các bạn cũng có thể đặt trước cho mình chiếc A50s tại 7S. Mình sẽ để link phía bên dưới phần mô tả video. Cụ thể là các bạn sẽ được tặng vòng đeo tay theo dõi sức khỏe, Fit Air. Chúng ta cũng sẽ được tặng thêm một vài những thứ nữa. Click trực tiếp nhé. Còn bây giờ thì mình xin dừng video lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.